Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Vâng, chào mừng anh em trở lại với kênh Tứ Ca TV. Vâng, thưa anh em, hôm nay là trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia để cổ vũ tinh thần của đội tuyển Việt Nam của chúng ta tại sân Mỹ Đình. Nhưng hôm nay anh em Tứ Ca chúng tôi thì không thể đến trực tiếp cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, thì chúng tôi sẽ ở nhà cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam để giành chức vô địch. Yes. Và để làm một tinh thần thực là mạnh mẽ và sảng khoái để cổ vũ tinh thần của đội tuyển Việt Nam, anh em Tứ Ca TV chúng tôi hôm nay sẽ tổ chức một trò chơi giữa thi đấu giữa hai đội, và một bên là đại diện cho đội Malaysia và một bên là đại diện cho đội Việt Nam. Và hôm nay thời tiết thì cũng rất là lạnh các bạn ạ. Dẹp. Thì anh em chúng tôi sẽ làm một trò chơi cũng khá là vui, đó là thử thách thi đấu ăn kem. Ăn kem các bạn nhá. Ăn kem nhá anh em nhá. Và giữa hai đội là Việt Nam và Malaysia, và lát nữa chúng tôi sẽ bốc thăm và chia đội. Các bạn nhớ theo dõi hết clip này nhá. Các bạn nhớ theo dõi hết. Nhớ theo dõi nhá. À, bây giờ anh em mình sẽ hoàn tùy để chia đội nhá các bạn nhá. Bên nào thắng thì sẽ vào đội Việt Nam, và bên nào thua sẽ vào đội Malaysia. Nào. 1 2 3. Việt Nam. 1 2 3. Rồi em mới tính một bên. Ôi. Anh mới quên một bên. Và bọn em sẽ là Việt Nam. Anh sẽ là Malaysia. Vâng, mình đội Malaysia nhá các bạn nhé. Vâng, vâng, đây là các thành viên phản quốc của Malaysia nha bạn. Vâng, thưa các bạn, hôm nay sẽ là cuộc thi ăn kem giữa đội Việt Nam và đội Malaysia. Anh ạ. Và chúng tôi, đây là hai thành viên đại diện cho đội Việt Nam. Còn đây là đại diện cho đội Malaysia nhá. Và các bạn hãy nhìn rõ khuôn mặt của hai kẻ phản quốc đại diện cho Malaysia. Và hôm nay cuộc thi của chúng tôi đen nhờ. Mỗi bên có 10 cái kem lạnh và thời tiết cũng rất là rét. Bên nào thi xem bên nào ăn hết trước thì bên nào thắng. Và hôm nay chúng tôi đại diện cho Việt Nam và sẽ quyết tâm giành chức vô địch về cho Việt Nam. Chiến thắng, chiến thắng. Các bạn thông cảm nhá. Nói thật là hôm nay không ai muốn vào đội Malaysia đâu. Tôi muốn về Việt Nam lắm, nhưng mà cách nào thế nào được. Thôi đành phải chiến đấu hết mình. Anh em thông cảm nhá. Bắt đầu nhá. Rồi bấm thời gian trong 5 phút thôi. Bấm thời gian nhá. Rồi. Hay là ăn hết tất. Không, 5 phút thôi. 5 phút đội nào ăn được nhiều nhất đội thắng. Rồi. Lạnh quá lắm. Như vậy là cầu thủ của hai bên đã chuẩn bị vào sân và sắp đến giờ thi đấu. Đang khởi động để trước giờ thi đấu. Anh em khởi động đã chưa? Có lẽ là đã đến giờ thi đấu rồi các bạn ạ. Thì tôi sẽ bấm ra thi đấu. Và bây giờ thời gian thi đấu chính thức bắt đầu. Như vậy là tiếng còi của trọng tài ở trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia đã được cất lên. Vâng, nào hai đội bắt đầu thi đấu. Đây, mùi sầu riêng cố. Không phải nước miếng to anh em ạ. Vì Việt Nam. Việt Nam vô đây. Này mình đá sân khách là hơi vất đấy. Cố gắng. Đúng là thời tiết thì khoảng độ 12-13 độ thôi các bạn. Ăn kem một khốn. Lạnh quá. Ôi, dưới hết bầu rồi. Malaysia đang bất chấp. Giờ khó làm gì được không? Nhưng mà Việt Nam đang... Việt Nam không làm chỗ nào rồi. Việt Nam đang có lợi thế. Cảm ơn các bạn nhá. Hôm nay đá trên sân nhà chúng tôi chơi với chiến thuật là tấn công phủ đầu. Sulit đi mà. Vâng, và mang lại em dẫn 1-0. Bắt đầu chuẩn bị 1-0 à. Đã thức đảo rồi mà. Thời gian Việt Nam ngâm tối 2-1. Lạnh quá. Ôi,
này, tối về bướm hỏng anh ơi. Thôi vì Việt Nam cố gắng anh ơi. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn trước Malaysia với tỷ số 2-1. Mặc dù rất lạnh nhưng mà vì mặc vào sắc áo. Thời tiết rất là rét các bạn ạ. Thầu Dương đó. Thầu Dương tối quá. Rõ thì thấy đậu xanh mà. Thầu Dương. Nhầm đậu xanh Thầu Dương. Thằng nào. Thôi cố nuốt đi. Tôi không ăn được sầu riêng các bạn ạ. Nhưng mà nhúc trúng rồi mà vì Việt Nam đành phải cố cũng ăn thì một cầu thủ bên phía đội tuyển Việt Nam đã phạm lỗi và ăn dính một que kem sầu riêng. Nhắm mặt nhắm mũi thì Việt Nam ạ. Cái này cùm sữa này. Đại quá anh em ơi. Xin phép ra ngoài giải lao gì á. Việt Nam cố. Đi đâu rồi thằng kia mày bỏ cuộc á. Chết rồi. 3-1 rồi nha, 3-1 rồi nha. Lại quay anh em ơi. Ông này cũng còn cái này vỡ. Việt Nam sắp thắng rồi. Của Việt Nam, Nam con đây có tỷ số 3-1. Đó rồi, ăn nhanh quá. Mặc dù Việt Nam đang dẫn tỷ số 3-1 nhưng chúng tôi vẫn đang dồn lên tấn công một cách mạnh mẽ. Mày hứa 3-2, hơn một cầu thủ của Malaysia đã rút ngắn tỷ số. Thời gian còn ngắn anh em ạ, còn 5 phút rồi, à còn 1 phút. Trận đấu vẫn diễn ra rất là căng thẳng. Đẹp quá anh em ơi. Cả má không hết quá. Cố lên tất ba đều đi mày. Quái. Khốn quá. Đẹp quá. Hôm nay nhiệt độ ở vùng quê chúng tôi là đang trong thời tiết là 10 độ C. Wow. Các bạn biết 10 độ C ăn kem ăn thi này biết cảm giác như thế nào đấy. Quê của cầu thủ Đức Trinh nhá. À, quê. Đúng rồi, ở cạnh quê của cầu thủ Đức Trinh. Hàng xóm. Chết rồi. Vì Việt Nam lại ghi được một bàn dẫn trước rồi. Vâng. Đội tuyển của chúng tôi lại vươn thì rất ngượng ghi một bàn thắng nữa. Đưa tỷ số lên 4-2 rồi. Cố lên. Và bên Malaysia đã gỡ tỷ số còn 4-3. Không, tỷ số là được chắc chắn 4-3. Lại quá. Cảm giác về không còn gì để nói nữa mà. Vâng, và một cầu thủ của bên Malaysia đã bị chấn thương và cần sự chăm sóc của bác sĩ. Mặc dù vậy em vẫn cố ghi bàn để rút hòa tỷ số ra 2-4. Ngay sau đó đội tuyển Việt Nam lại vươn lên dẫn tỷ số 5-4. Trận đấu kịch liệt quá. Ăn nhanh lên mày. Và đang chúng tôi đang dồn lên để tiếp tục nâng tỷ số lên 6-4. Nói mẹ nó có cái phần quyết rồi. Tù má. Vâng, đội tuyển Malaysia có sự phối hợp không ăn ý trong pha bóng này. Cố để gỡ hòa luôn. Vừa đau rồi. Chắc chết rồi. Ăn xong cái này chắc tối nay cổ vũ đội Việt Nam trong bệnh viện quá. Lại quá các bạn.
Nhưng vì Việt Nam thì mọc cờ sắc áo. 10 năm nay chúng ta mới có cơ hội vào chung kết và giành chức vô địch. Vì mọc cờ sắc áo với Việt Nam. Không đâu. Đánh lên đi vậy. Không để họ đuổi cát. Cứng mồm rồi. Thôi, lại Việt Nam lại đi bạn thôi. 6 năm á. Rồi lại vươn lên rất chỉ được 6 năm rồi. Chỉ số đang là 6 năm anh em ạ. Mặc dù vậy, cầu thủ Malaysia bị chấn thương nhưng mà vẫn rất tin tưởng thi đấu. Đội tuyển Malaysia xin thay người. Ra sân nhờ sự chăm sóc của bác sĩ. Đó, nhân viên y tế đang chăm sóc cầu thủ của Malaysia các bạn ạ. Rất may cho cầu thủ Malaysia là được các bác sĩ chăm sóc rất tận tình chu đáo và anh vẫn có thể vào sân để tiếp tục thi đấu. Rất chi là lạnh không ạ? Ngọc. Mặc dù thời tiết hôm nay rất chi là rét mà bên đội tuyển Việt Nam vẫn cố gắng để chiến thắng các bạn. Hôm nay không thể đến sân cổ vũ trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam được, rất là tiếc. Đành phải dùng cái này cổ vũ cho đội tuyển của chúng ta. Việt Nam vô địch! Thằng này hôm nay mày bị đưa à? Đơ, ăn cam đơ. Vâng, ở phía bên ngoài thì có rất nhiều cổ động viên nhí đang cổ vũ cho tuyển Việt Nam của tôi các bạn ạ. Chẳng có vận động viên Malaysia, cổ động viên Malaysia nào đấy. Tỷ số là 7 năm các bạn nhá. Việt Nam được dâng lên với tỷ số 7 năm. Vâng, vừa rồi Malaysia lại gỡ họa rút lại. Tỷ số xuống còn rút thì ngắn, tỷ số xuống còn 7-6 các bạn ạ. Rồi phải sẽ tiếp tục chiến đấu với Việt Nam. Đã bị gỡ họa 7 đều các bạn. Ngay sau đó đội chúng tôi đã vươn lên dẫn tỷ số 8-7. 8-7 các bạn nhé. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu các bạn ạ. Này thua mẹ. Việt Nam vô địch rồi nha các bạn nhé. Mà lại thua ấy. Sắp hết giờ rồi. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Z không thể ăn nổi các bạn. Thua nhận thua chưa? Dừng hết mồm à. Thua chưa? Thua chưa? Thua chưa? Thua. Thua là thế nào nhỉ? Ăn tiếp. Nghe ăn được không? Như vậy là lại đội tuyển Malaysia đã xin chịu thua các bạn ạ. Và vừa rồi chúng tôi đang gấp với tỷ số 9-7. Cả đội Malaysia đã nhận thua. Và với cách biệt là 2 bàn thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã giành chiến thắng với chức vô địch. Vâng, hôm nay thì chúng tôi đã đại diện cho đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Việt Nam vô địch nha các bạn nhá. Việt Nam vô địch. Mày thắng anh nha nha. Mặc dù là thi đấu cũng rất là cố gắng nhưng mà không thể thắng được đội tuyển Việt Nam. Và dẫu sao thì Malaysia chúng tôi cũng xin được gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam chiến đấu rất thành công và giành được cúp vô địch rất là xứng đáng. Vâng, hôm nay thì buổi tối hôm nay chúng tôi không thể đến sân và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam được. Chúng tôi sẽ ở nhà bật TV lên và ngồi quây quần với nhau để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chúng ta giành chiến thắng. Việt Nam vô địch và cho Việt Nam. Woo! Nếu anh em nào thấy hai video này hay, anh nhớ like và share và đăng ký kênh ủng hộ anh em của tôi nhá. Để anh em chúng tôi lấy tinh thần làm các video tiếp theo. Xin chào các bạn. Rồi các bạn về nước vui vẻ nhá. Về nước vui vẻ nhá. Tạm biệt nhá.